Các bạn nhỏ ơi, chúng mình đã bao giờ nhìn thấy một con rồng chưa? Rồng có thật sao? Chắc chắn rồi, rồng có thật và rồng có cánh cũng từng tồn tại nha. Hôm nay chúng mình cùng vẽ và tô màu một bạn rồng có cánh và tìm hiểu thêm về loài rồng nhé. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh VBox Kids Coloring. Hình ảnh những con rồng tung mình sải cánh trên bầu trời với chiếc miệng luôn sẵn sàng khạc lửa thiêu dụ mọi thứ đã trở nên không còn xa lạ với chúng mình. Và có rồng tốt nhưng cũng có rồng xấu nhé. Trong nhiều câu chuyện thì rồng là một vị thần bảo vệ con người chống lại các thế lực ma quỷ đấy. Thế có bạn nào biết trong tiếng Anh rồng là gì không nào? Biết luôn, rồng là dragon. Vì bộ phim hoạt hình mà chúng mình yêu thích là Dragon Ball hay 7 viên ngọc rồng mà. Chính xác, rồng là dragon. Theo truyền thuyết châu Á, trong đó có Việt Nam chúng mình, thì rồng không có cánh, thân dạng rắn uốn lượn, mình có vảy, chân có móng vuốt như chim. Còn trong các bộ phim ảnh Âu Mỹ, rồng có cánh nha, còn thân mình thì giống khủng long cơ. Hôm nay chúng mình vẽ một con rồng có cánh nhé, với một cái đuôi dài và 4 chân ngắn. Và đây chính là đôi cánh chứa danh của bạn rồng này. Bạn ấy có chóp đuôi hình mũi tên nhé. Thêm mắt mũi cho sinh động nào. Phần cổ kéo dài xuống bụng và tận đuôi có những khoang giống khủng long nè. Cả gai dọc sống lưng cũng giống một số loài khủng long luôn. Vẽ như vậy là khá tươm rồi đấy. Tiếp theo chúng mình tiến hành tô màu thôi nào. Let's create some art. Các lọ màu của chúng mình đâu rồi? Chúng mình tô cho bạn rồng có cánh này một màu đỏ rực rỡ nhé. Một con rồng đỏ thì quá là ấn tượng. Đỏ trong tiếng Anh là red. Chúng mình chưa mắt, sừng, khoang bụng dưới, gai và chóp đuôi của bạn ấy không tô màu đỏ nhé. Để tô những mảng màu lớn như thế này mà không bị lem nhem, đậm nhạt khác nhau, các bạn nhớ gạt bớt màu nước ở đầu cọ rồi mới tô lên giấy nhé. Và quan trọng là khi tô, chúng mình tô thật đều tay đấy. Ôi thôi, tô màu đỏ lẫn hết vào mũi và đường nét gân cánh rồi. Không sao nha, lát nữa chúng mình sẽ xử lý sau. Tiếp theo, để tô cho khoang từ cổ xuống bụng và đến đuôi, chúng mình lấy lọ màu vàng nhé. Màu vàng trong tiếng Anh là yellow nha. Chúng mình tô theo từng khoang một, sẽ mất khá thời gian. Thế thì mỏi tay quá. Cả chóp đuôi hình mũi tên này chúng mình cũng tô màu vàng luôn nào. Và từng cái gai trên sống lưng nữa. Nói về sự kết hợp sức mạnh của một số loài ở rồng, đó là vì rồng có thân mình to lớn của khủng long, đôi cánh của thằn lằn bay, khả năng phun lửa của bọ pháo thủ và có lớp vảy của cá mập. Bảo sao rồng lại có nhiều sức mạnh như vậy. Hai cái sừng cũng có màu yellow luôn. Mắt màu gì cho ấn tượng đây các bạn? Rồng Âu Mỹ thì mắt màu xanh dương xem sao? Xanh dương à? Thử xem nào. Xanh dương là blue đó các bạn. Ngoài 7 viên ngọc rồng, có bạn nhỏ nào từng xem bộ phim hoạt hình Bí kíp luyện rồng chưa? Giá kể mà chúng mình cũng có một bạn rồng để cưỡi bay như vậy thì thật là thích làm sao. Thế là chúng mình đã xong bước tô màu. Tô màu cho bạn rồng có cánh của chúng mình thật là đơn giản phải không? Chưa có tập tô màu nào mà chúng mình chỉ cần có 3 lọ màu như thế này luôn. Chưa xong đâu nha. Để hoàn thành bức tranh, chúng mình phải tô đậm lại từng đường nét đã nhé. Các bạn lấy bút dạ đen nào. Bạn nào vừa nãy bảo mũi của bạn rồng gần như biến mất thì chúng mình tô lại mũi nào. Cả từng móng vuốt, từng đường gân cánh, từng cái gai trên sống lưng, từng khoang bụng của bạn rồng, chúng mình cũng tô đậm lại hết luôn. Thực ra rồng có nhiều màu khác nhau các bạn ạ, và mỗi màu được ứng với từng giai đoạn phát triển của con rồng. Trong đó rồng xanh là rồng non, đánh dấu mùa xuân đang tới. Rồng đen là rồng có 1.000 năm tuổi, gây ra những cơn bão do các trận long chiến ở trong không khí. Rồng vàng là rồng có trên 1.000 năm tuổi, thường xuất hiện ở những thời khắc tuyệt vời nhất. Rồng đỏ là biểu tượng của phương Tây, cũng có chức năng gây ra bão tố giống như rồng đen. Còn rồng trắng là loài rồng mang dấu hiệu của sự xui xẻo. Và rồng không chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay truyền thuyết đâu nhé các bạn. Chúng mình có thể gặp rồng ngoài đời thật đấy. Một số người tin rằng loài thằn lằn lớn nhất thế giới hiện nay, rồng Komodo, rất có thể là hậu duệ của rồng. Rồng Komodo có khả năng đạt tới chiều dài 3 mét, thế nhưng chúng không có khả năng thổi ra lửa đâu. Để tận mắt nhìn thấy những con rồng này, chúng mình bay đến Indonesia nhé. Tin vui là Indonesia không xa Việt Nam chúng mình lắm đâu. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thiện bức tranh vẽ và tô màu bạn rồng có cánh rồi. Bạn rồng đỏ đang bay trong một khu rừng xanh.
và mỗi khi bay lướt trong ánh nắng, lớp da của bạn ấy như phát sáng lên, thật là ấn tượng. Đôi mắt xanh của bạn ấy có khả năng nhìn xuyên thấu những tán lá của khu rừng đấy nhé. Chắc là bạn ấy đang đi tìm kho báu hoặc đi cứu giúp mọi người đây. Để không bỏ lỡ tập tô màu nào, chúng mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.